Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay anh Thắng sẽ quay trở lại cùng với toàn thể quý vị anh chị với một chiếc âm ly Ariang mang nhãn hiệu là PA203XG. Vâng, đây cũng là một chiếc âm ly rất tốt, âm thanh ra cũng rất hay của hãng Ariang sản xuất. Và một anh bạn bên trung tâm điện tử thì đem đến cho mình bảo hành. Thì các bạn thân mến ạ, con này là con đầu tiên mình tháo tem, cũng chưa được tháo tem sửa chữa bao giờ, và mình là người đầu tiên. Và ngày hôm nay đây thì mình cũng xin phép mà muội được giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn cùng khắp mọi miền trên đất nước với cách sửa chữa cũng như khắc phục sự cố của âm ly Ariang PA203XG này. Như quý vị và các bạn quan sát thì hiện tại là chiếc âm ly này chạy với 8 con đèn công suất âm thanh. Đèn cũng rất đặc biệt, nhưng cũng là đèn thuận và đèn ngược thôi. Bởi vậy anh Thắng đã đóng hai con D718 và B688. Về hệ thống khuếch đại âm ly trên con âm ly này thì làm rất đặc biệt và cũng rất chắc chắn. Tất cả đều được thúc bằng đèn và không qua xử lý bằng IC. Đây, tất cả đều được thúc bằng đèn. Quý vị và các bạn thân mến, âm ly mà thúc bằng đèn thì thường thường rất hay và cho cái độ khuếch đại âm thanh của âm ly rất khỏe khoắn và chính xác. Đấy, âm thanh ra được rất khỏe. Đây là hệ thống đèn. Đem đến cho mình thì chiếc âm ly này đã bị đứt hai con cầu chì và mình đã tháo ra kiểm tra. Đây hai chiếc cầu chì đây, mình tháo kiểm tra. Và hôm bây giờ thì mình xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn là phương pháp để chúng ta khắc phục sự cố của chiếc âm ly này đối với hiện tượng là bị chập chết sò và đứt cầu chì. Nhà thiết kế cũng đã thiết kế rất tinh vi để các bạn tiện tháo sửa chữa một cách dễ dàng. Đối với chiếc bo này thì các bạn cứ tháo rời toàn bộ đèn này ra, rất đơn giản, hút sạch thiếc và rút đèn ra. Cái việc đầu tiên quan trọng là các bạn phải kiểm tra hệ thống đèn này, tất cả hệ thống đèn này. Và các bạn để nấc thang đồng hồ bằng thang 1K nhé, để đo xem sò có bị giò hay không. Còn nếu các bạn đo bằng thang 1 ohm thì các bạn sẽ không biết được nó bị giò hay không. Về có nhiều hiện tượng con đèn nó bị giò thì nó cũng sinh ra chập chết cầu chì. Và vấn đề thứ hai là vấn đề các bạn cần phải quan tâm cho mình, đấy chính là bốn con đèn thúc. Đây chỉ còn hai con zin thôi, còn hai con mình đã thay thế bằng hai con khác rồi. Đây, mình đã thay thế bằng hai con thuận và hai con ngược, một con thuận một con ngược. Và kiểm tra hệ thống đèn bên dưới thì vẫn còn tốt, không vấn đề gì. Để tránh tình trạng các bạn ngại làm và làm liên miên vấn đề âm ly này thì anh Thắng xin phép được giới mọi người giới thiệu thêm. Việc đầu tiên các bạn quan sát chiếc nguyên vỉ xem có điện trở bị cháy hoặc đèn bị nổ hay không. Khi các bạn đã quan sát và kiểm tra sò công suất tốt rồi thì các bạn kiểm tra cho mình bốn con đèn thúc này. Và bốn con đèn thúc này các bạn thay thế toàn bộ bằng đèn tốt vào. Và các bạn bật điện áp lên, các bạn kiểm tra giúp mình. Các bạn đo trực tiếp điện áp tại chân B của con đèn, để đồng hồ về thang 10V. Các bạn đo. Các bạn thân mến, điện áp tại chân B của các con đèn này không được phép có áp. Nếu như chân nào có áp thì vế bên đây, mạch bên đấy đang có vấn đề. Thì các bạn bám lần chân B của con đèn này về đèn thúc, sau đó về các tầng đèn khuếch đại âm thanh phía dưới để các bạn kiểm tra những phần linh kiện bị hỏng. Còn những phần nào mà nó không liên quan đến thì thôi, các bạn không cần phải quan tâm đến. Sau khi đã kiểm tra hỏng hóc rồi thì các bạn thay thế và lau chùi sạch sẽ main. Không biết quan điểm của bạn thế nào, như riêng anh Thắng là rất ghét làm để nhựa thông bay chi chít chìa chìa ra rồi đen xì miên vỉ của người ta. Đấy, sau khi đã kiểm tra xong, đóng linh kiện xong
thì các bạn quay lại kiểm tra phần suất cho mình. Các bạn vặn đồng hồ về thang 10V xoay chiều. Vì các bạn thân mến, dòng tín hiệu của chúng ta là dòng điện xoay chiều. Bởi vậy chúng ta để về thang xoay chiều để chúng ta đo điện áp tín hiệu tại chân B của con đèn. Và bây giờ mình sẽ bật âm ly lên để kiểm tra. Đây là đồng hồ của mình, xe le đã đóng. Các bạn thấy đấy, không hề có áp. Áp chỉ hơi nhích một chút thôi, không vấn đề gì. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra bằng cách nhưng điều quan trọng nhất là các bạn phải kiểm tra đường tín hiệu vào trực tiếp đến tầng thúc luôn. Vì ở đây sẽ qua một chiếc cầu bằng sắt nữa, sẽ nối trực tiếp từ vế điều khiển đây này. Vì tất cả vế điều khiển bên này mình rút ra hết rồi. Đây, các bạn quan sát nhé. Tất cả mình đã rút rời ra, không liên quan gì đến phần điều khiển, khối điều khiển nữa. Mình chỉ để các đường nguồn chạy vào để mình kiểm tra làm việc một cách cho nó chính xác hơn. Còn sau đó thì các bạn theo khi làm bên phần suất ngon ổn định rồi thì các bạn mới đóng cái phần điều khiển, khối điều khiển vào để cho máy làm việc. Rất khó vì anh Thắng phải cầm một tay nên là cũng rất khó để mà đo. Đây, đồng hồ của mình đây. Đây, mình sẽ vỗ trực tiếp vào xem trên có tín hiệu không. Đấy, con kim quật lên và trả về. Như vậy là tín hiệu đã chờ đợi tín hiệu vào rồi. Đấy, các bạn thấy không? Và mình sẽ đo một đường khác. Các bạn thông cảm nhé, vì một tay làm một tay ấy nên là phải cần số hỗ trợ của cả chân. Phần tầng bên này mình cũng tầm tương tự như vậy. Đấy, áp lên rất tốt. Như vậy là phần công suất đã làm hoạt động bình thường. Đấy, máy đã hoạt động ổn định và relay đã đóng tắt bình thường. Lúc đầu thì phần mạch gia le cũng đã bị hỏng. Và đây là sơ đồ của mạch gia le mình đã vẽ lại. Đây là mạch sơ đồ gia le của âm ly Ariang. Còn bạn nào muốn hiểu rõ hơn phần này hơn thì liên hệ với anh Thắng. Anh Thắng sẽ hướng dẫn cũng như là trợ giúp các bạn. Như vậy là anh Thắng đã cùng với các bạn giới thiệu xong về làm sửa chữa chiếc âm ly Ariang PA203XG đối với dòng ly. Âm ly sử dụng toàn bộ bằng hệ thống đèn khuếch đại. Và phần còn lại thì các bạn chỉ việc đóng suất vào nữa là máy sẽ hoạt động bình thường ổn định. Và đây cũng là một chiếc Ariang nữa, mình cũng vừa mới tháo ra chập suất, mình đo kiểm tra suất thôi, cũng chưa kịp kiểm tra hết. Con này là SPA203GN. Đấy, cũng của Ariang. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.